Chúa ơi cùng anh chị em và ơi cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thanh mặc theo. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào thành caphanaum thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng, lại thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà nó bị tê liệt và đau đớn lắm. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng tôi sẽ đến chữa nó. Nhưng viên đại đội trưởng thương người rằng lại thầy tôi không đáng được thầy vào dưới mái nhà tôi. Nhưng xin thầy chỉ phán một lời thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền nhưng tôi cũng có những lính thuộc hạ Tôi bảo người này đi Thì anh đi Tôi bảo người kia đến Thì anh đến Tôi bảo gia nhân làm cái này Thì nó làm Nghe vậy Chúa Giêsu ngạc nhiên Và nói với những kẻ theo người Quả thật ta bảo các ngươi Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy Trong dân Israel ta cũng nói cho các ngươi biết rằng nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng abraham isaac và jacob trong nước trời còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng đó là lời chúa Lời chúa kitô chúa anh chị em thân mến ai trong chúng ta cũng ý thức rằng đức tin là một hồng ân mà thiên chúa đã ban cho chúng ta một cách nhưng không chứ không phải là do chính con người của chúng ta thủ đắc được và nếu đức tin là một hồng ân Mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một cách nhân không Thì xem ra trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe Có một đoạn chúng ta cần phải làm sáng tỏ Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói Ta chưa từng thấy trong dân Israel Có một ai có lòng tin giống như ông ấy vậy Tại sao Chúa là người đã ban ơn thì Chúa biết rất rõ Chúa ban cho ai, Chúa ban những gì, Chúa ban đến mức độ nào. Chúa biết hết tất cả mọi sự. Ở đây xem ra Chúa nói là ta chưa thấy, nghĩa là chỉ thấy anh này có lòng tin. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy như là đức tin anh này chính sự nỗ lực của anh ta, anh ta đã tìm kiếm được. Chúng ta phải hiểu như thế này. Đức tin là một hồng ân nhưng không Chúa ban cho chúng ta Và một hồng ân đó như là một quà tặng Mà đã là một quà tặng Thì phải có người trao ban và người đón nhận Thiên Chúa là đứng trao ban cho chúng ta món quà đó Và mỗi người chúng ta đón nhận Và một khi chúng ta đón nhận Thì không phải là tôi vứt vào trong sọt rác Tôi bỏ vào trong tủ tôi cất cho kính mà mỗi ngày mỗi người chúng ta phải trân trọng món quà đó và làm cho món quà đó mỗi ngày thật sự có ý nghĩa trong đời sống của mình cho nên chúng ta thấy trong nghi thức của bí tích rửa tội thì không chỉ có nghi thức việc đổ nước trên đầu của người lãnh nhận bí tích rửa tội mà thôi mà sau cái nghi thức đó thì còn có những nghi thức khác như là mặc áo trắng và trao nến thánh. Việc mặc áo trắng là để giúp cho mọi người chúng ta ý thức rằng khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội thì ngày đó tâm hồn của chúng ta nó trở nên một chiếc áo trắng tinh và chúng ta làm sao mỗi ngày hãy giữ cho tâm hồn của mình thật sự như một chiếc áo trắng như vậy đừng để những tội lỗi nó hoen ố cho chiếc áo của mình và tôi được trao một cái nến sáng nghĩa là khi tôi được rửa tội thì tâm hồn của người Kỳ Tô hữu đã có Chúa Kitô trong đời sống của mình và làm sao mỗi ngày tôi hãy thắp lên cho cuộc sống của chúng ta những nét Kitô giáo để cho người khác được thấy cho nên đức tin là một hồng ân Chúa ban và trong đức tin đó Chúa mời gọi mỗi người chúng ta mỗi ngày hãy nỗ lực để đáp trả trong đời sống của mình vậy thì viên đại đội trưởng trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe ông đã thể hiện ông đã đáp trả như thế nào trong đời sống của ông trước hết chúng ta thấy khi đứng trước những khó khăn trong cuộc sống thì viên đại đội trưởng này biết mình phải chạy đến ai, trông cậy vào ai, phó thác vào ai. Chỉ một mình Chúa mà thôi, chứ không phải là một ai khác. Và cái điều thứ hai ông đã thể hiện đó là lòng tin của ông không giống như Tô Ma. Tin phải thấy, phải sờ được thì ông mới tin. Lòng tin của ông cũng không không giống như mắt ta nếu thầy hiện diện ở đây thì em con không chết. Nghĩa là đòi Chúa hiện diện một cách thật sự của một thân xác. Ông tin vào Chúa và đã thốt lên rằng không cần thầy đến nhà con mà chỉ thầy chỉ phán một lời thôi thì tất cả những điều thầy nói đó con tin rằng sẽ được thực hiện và cái nét thứ ba chúng ta có thể thấy nơi ông là một trong những điều chúng ta phải bắt trước ông xin những điều không chỉ cho bản thân của mình mà ông xin cho người khác đây là điều mà trong một vụ tôi thấy rất nhiều lần nhiều khi có những bà mẹ chạy đến bí tích dạy tội để xưng tội thưa cha con xưng tội trong một tháng và trong một tháng này con không có đi nhà thờ đi tham dự thánh lễ ngày chủ nhật ngày nào hết mình mới hỏi lý do tại sao hoàn cảnh nào mà chị bỏ lễ không đi được vậy thì nhiều người nói rằng thưa cha con có thằng con của con nó lì lắm nói nó không nghe kêu nó đi tham dự thánh lễ nó không đi con buồn quá cho nên con cũng bỏ lễ luôn như vậy thì tôi rồi mình không trở thành một ngọn nến để mình lôi kéo những người trong gia đình của mình mà đứng trước những hoàn cảnh như vậy mình lại mất đức tin mình kém lòng tin thì làm sao chúng ta có thể lôi kéo những người nguội lạnh trong cuộc sống cho nên tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy ý thức những điều như viên đại đội trưởng đã làm Ông đã thể hiện lòng tin của mình bằng việc chạy đến Chúa Ông đã thể hiện đức tin của mình bằng việc tin Chúa chỉ phán một lời Ông đã thể hiện lòng tin của mình không chỉ cho bản thân của mình Mà còn cho những người khác Nhất là những người chúng ta thấy họ đang rơi vào trong những tình cảnh có thể đánh mất đức tin chúng ta hãy dùng đời sống đức tin của mình dùng những tâm tình đạo đức để chúng ta cầu nguyện cho những người đang gặp những cơn hoạn nạn khó khăn như vậy amen